Son mới mua trứng vịt Thái mới về cả nhà. Đây là trứng vịt Thái của Son. Và hôm nay Son sẽ test trứng vịt Thái cho cả nhà xem nha. Đây là trứng vịt Thái 2 tấc 8 cả nhà ơi. Máy cuốc xéo Son 5 chạy nha cả nhà. Cốt 14. Và Son quay lại trứng vịt cho cả nhà xem. Đây. Thái Son mới mua chém mới chát luôn cả nhà ơi. Mới giao hồi trưa cho Son nè. Bây giờ Son sẽ gắn vô trứng vịt, gắn vô cái máy 6.5 của Son chạy cả nhà ơi. Đây là cái máy của Son. Cốt xéo cả nhà ơi, trứng vịt Thái mà chạy cốt xéo nha. Đây là cái máy 6.5 nha. Dành riêng cho 6.5 chạy nha cả nhà ơi. Và trứng vịt này là Son mua cũng năm mấy rồi. Và Son cũng mới mua trứng vịt này nữa. Và hôm nay Son sẽ test nha xem nha. Rồi Son sẽ gỡ trứng vịt này ra cho cả nhà. Cái này nãy Son gỡ sẵn rồi nên gỡ dễ ngay chứ nãy gỡ cái là khó luôn nha. Trứng vịt này chạy rất là ngon luôn cả nhà ơi. Chạy lục bình nè, rất là ngon luôn. Để chạy lục bình là mình khỏi chấn vịt lên mà vẫn chạy bình thường luôn cả nhà ơi. Và ít dính gác luôn cả nhà. Ít dính gác hơn vịt ba chia nha, giọt hơn ba chia luôn cả nhà ơi. Và Son sẽ dặn vô. Khó dặn gì? Còn gin khó dặn nha nhà. Sang dưới luôn cả nhà. Gọi là thấy mặt mình luôn cả nhà ơi, con vịt này nó bóng. Ai có nhu cầu mua con vịt Thái thì liên hệ với mình cả nhà ơi. Mình sẽ mua giùm cho và mình test cho cả nhà xem luôn. Và đây giờ mình Son sẽ coi cái đường nào ít lục bình Son sẽ test. Đây là kinh của Son nha ơi. Đây là ấp Bình An, xã Đông Hòa, Hiêm Dân, tỉnh Bạc Liêu cả nhà ơi. Đây con kinh này chiều nay không có lục bình nha. Và bắt đầu Son test cả nhà ơi. Thử ra nó chạy tốc độ cỡ nào. Ngon rồi, máy 6.5 mình chạy là ngon rồi.